Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Thưa với quý vị, khi đang hướng dẫn khóa thiền tứ niệm xứ 10 ngày, sư về đây hướng dẫn quý vị lớp thanh tịnh đạo, phải nói là sư hơi bị sốc, bởi vì nó giống như không có được quen. Đang trong một môi trường yên tĩnh mà về đây ồn quá, nó chưa được quen cho lắm. Thì khi chúng ta hành thiền, nó đòi hỏi chúng ta phải có khả năng thích nghi và thích ứng rất cao đối với mọi hoàn cảnh. Để khi chúng ta gặp bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta đều có thể tập trung được. Chứ sau này, khi mà chúng ta đối diện những kẻ cướp, chúng ta đối diện thú dữ, ví dụ đây, ở đất Sài Gòn này thì không có cọp beo, nhưng có những con chó dữ, khi nó sọc ra ngoài, nó sổng chuồng, nó xúc dây, nó lao đến mình. Nếu như chúng ta không thực hành thiền thì chúng ta sẽ run sợ, lông tóc sẽ dựng ngược. Và khi đó, toàn bộ kiến thức giáo lý nó bay sạch. Cho nên, chúng ta cần phải thực hành thiền để chúng ta có thể kích, gọi là đối ứng với bất kỳ hoàn cảnh nào. Ở trong kinh và trong luật, có rất nhiều vị tỷ kheo khi gặp thú dữ, nếu không tránh được, vị tỷ kheo ấy để cho con vật đó cắn xé mình. Như có vị tỷ kheo trong khi đang ở trong rừng thì bị con cọp nó vồ và cọp cắn xé vị tỷ kheo. Trong khi con cọp đang ăn thịt, Ngài đang bị ăn thịt như vậy, Ngài có thể trong cơn đau, Ngài quán xét khổ tướng, thực hành phát triển tứ niệm xứ. Từ đó, Ngài có thể nhàm chán. Do nhàm chán, Ngài ly tham. Do ly tham, Ngài được giải thoát. Còn khi chúng ta không thực hành thiền, thì đến khi chúng ta gặp những hoàn cảnh kinh sợ, những trường hợp sợ hãi, thì chúng ta sẽ không có nơi nương tựa. Khi chúng ta ở một mình, khi chúng ta cô độc, thì chính đề mục thiền là nơi cho chúng ta nương tựa vào. Việc thực hành đề mục tùy niệm Phật giúp cho chúng ta vượt qua sự lo sợ. Nhưng để chúng ta có thể vượt qua sự lo sợ, nó đòi hỏi chúng ta phải bỏ công,
chúng ta thực hành. Chứ việc thực hành thiền á, nó không đơn giản chỉ là chúng ta biết lý thuyết. Giống như một người biết những cái kỹ thuật võ ở trong một cuốn bí kíp, thì dù cho cuốn bí kíp đó có thượng thừa đến như thế nào đi nữa, thì người học thuộc lòng cuốn bí kíp đó vẫn không thể nào đánh ra được một bài quyền cho nó ra hồn được hết. Càng huống chi là không thể chinh phục được kẻ thù. Cũng bởi vì vậy đó, khi chúng ta học các ý nghĩa của việc tùy niệm ân đức Phật, nhưng nếu như chúng ta không tự thân thực hành, không tự thân trải nghiệm, thì chúng ta cũng như người luyện võ chỉ biết đọc chứ không có tập. Đến khi chúng ta đối diện kẻ thù là sự sợ hãi, đối diện kẻ thù là sự già, bệnh, chết, chúng ta run rẩy, lông tóc dựng ngược. Và khi đó đó, giáo lý nó quên sạch. Nhớ nha, khi chúng ta đối diện sự sợ hãi, toàn bộ giáo lý có thể khi đó chúng ta quên sạch. Lúc bây giờ đó, đề mục thiền nào chúng ta thực hành một cách thuần thục nhất, thì đó chính là sự cứu mạng của chúng ta. Chính bởi vì như vậy, sư mong mỏi là khi quý vị theo học lớp Thanh Tịnh Đạo, đến phần đề mục tùy niệm Phật, chúng ta chịu khó bỏ công để quán tưởng, để thực hành thiền. Sư biết là môi trường ở thành phố Hồ Chí Minh rất khó để chúng ta có thể thực hành. Bởi vì âm thanh, tiếng ồn là kẻ thù đối với thiền định. Nhưng chính bởi vì như vậy, chúng ta lại càng cần phải cố gắng hơn nữa. Quý vị đã được học tập về giới, được học tập làm sao để thu thúc các căn, được học tập làm sao để đối trị với các phiền não, được học tập về các đề mục thiền như là thiền Kasina. Khi chúng ta đứng trên nền tảng của giới hạnh, chúng ta thực hành thiền chỉ, khi chúng ta có định tâm, thì chúng ta thực hành đề mục tùy niệm Phật ấy, sẽ được dễ dàng. Và một lần nữa, sư chân thành nhắc nhở và hết lòng mong quý vị hiểu là lớp Thanh Tịnh Đạo này không phải là một lớp học lý thuyết, mà đây là một lớp để cho chúng ta thực hành. Chính bởi vì như vậy đó, khi chúng ta thực hành, chúng ta sẽ đạt được rất nhiều lợi lạc. Bởi vì chúng ta có cơ hội trải qua tất cả các đề mục thiền. Còn khi chúng ta chỉ xem lớp Thanh Tịnh Đạo như là lý thuyết, thì quý vị mở cái quyển Thanh Tịnh Đạo ra đọc, nó đỡ tốn thời gian chúng ta đến đây. Chúng ta tiếp đến ân đức Anuttaro, vô thượng sĩ. Nếu như chúng ta chỉ nhìn vào mặt chữ thì nó chỉ có một dòng thôi. Ở đây là hai dòng. Thứ nhất, không có một người nào cao cả hơn Ngài. Cái Bodhisattva ở đây là chỉ cho chư thiên và nhân loại, tức là không có một chúng sanh nào, chư thiên và nhân loại có thể hơn được Ngài. Và Ngài vượt toàn thế gian về định, tuệ, giải thoát,
và tri kiến về sự giải thoát. Nhớ, cái giải thoát tri kiến không phải là giải thoát cái tri kiến, mà là tri kiến về sự giải thoát. Khi chúng ta chỉ đọc theo mặt chữ, chúng ta chỉ có hai dòng đó thôi. Nhưng khi quý vị thực hành thiền thì một chữ Anuttaro cũng đủ để cho chúng ta an trú trong thiền định, an trú trong đức hạnh của Đức Thế Tôn. Nó có thể làm cho chúng ta phát sinh niềm hỷ lạc vô bờ bến. Nó có thể làm cho chúng ta tinh tấn hơn. Nó có thể làm cho chúng ta nhàm chán thế gian này. Chỉ bằng việc quán tưởng ân đức Anuttaro. Bởi vì sao? Khi chúng ta quán tưởng ân đức Anuttaro, Ngài là bậc vô thượng sĩ, khi chúng ta chuẩn bị một nội tâm thanh tịnh, ngồi yên lặng, các căn được thu thúc. Bây giờ quý vị hãy để giấy viết qua một bên, ngồi xếp bằng, lưng thẳng, nhắm mắt lại và lắng nghe. Khi sư nói đến đâu, chúng ta hướng tâm đến đó. Khi suy tưởng đến ân đức vô thượng sĩ Anuttaro, trong tâm của ta hiện lên hình ảnh của Đức Phật. Ngài ở trên cao, vượt trên tất cả chư thiên và nhân loại. Không có một chúng sanh nào có thể hơn Ngài. Ngài là một hình tượng vĩ đại. Ngài là một chúng sanh vĩ đại. Ngài là một vị từ phụ vĩ đại. Không một chúng sanh nào có thể bằng Ngài, chứ đừng nói là hơn Ngài. Bên dưới Ngài là vô số chúng sanh chìm đắm trong ngũ dục. Họ không biết đâu là khổ, đâu là con đường thoát khổ. Họ chìm đắm trong các dục. Họ gào thét, họ đau khổ. Họ tìm con đường thoát ly. Có những người biết làm thiện thì đi lên cõi trời. Có những người biết thực hành các đề mục thiền chỉ thì đi lên cõi trời Phạm Thiên. Nhưng tất cả đều quanh quẩn trong tam giới. Đức Thế Tôn là một bậc vĩ đại. Ngài đã siêu xuất tam giới, Ngài vượt lên tam giới. Và vì lòng bi mẫn, Ngài đã tế độ chúng sanh, chỉ cho chúng sanh con đường thoát ly khỏi bể khổ. Ngài đứng trên bùn nhơ mà chân Ngài không lắm nhiễm. Vô số những con dồi màu trắng bò lên chân của Ngài. Đó chính là những hàng cận sự nam và hàng cận sự nữ, những người nương nhờ nơi Đức Thế Tôn. Khi xưa, trước khi Ngài chứng đắc đạo quả, Ngài đã nằm mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ, nơi mà những con dồi đó bám lên chân của Ngài. Và Ngài thấy rằng những con dồi trắng đó tượng trưng cho hàng bạch y cư sĩ sau này sẽ đến nương nhờ nơi Ngài. Và chúng ta ở đây là những người đi theo đấng từ phụ, nương nhờ Ngài là đấng vĩ đại, vượt lên cả chư thiên và nhân loại, vượt lên cả tam giới. Ngài đã thắp sáng bó đuốc
chỉ cho chúng ta con đường đi ra. Ta nương theo Ngài, một con người thật vĩ đại. Nhờ đó đó, ta cũng thật là may mắn, thật là hạnh phúc. Một niềm hỷ lạc trào dâng trong ta, vì ta có thể nương nhờ một đấng vĩ đại như vậy. Ngài vượt lên tất cả, Ngài đứng trên tất cả, và Ngài thương tất cả. Trong tâm chúng ta bây giờ đó là hình ảnh đấng từ phụ ở trên cao nhưng rất gần gũi. Lòng từ của Ngài tỏa khắp tất cả chúng sanh. Mặc dù Ngài đã viên tịch Niết Bàn, nhưng đối với ta, Ngài vẫn luôn luôn là bất diệt. Ta nương theo Ngài, nắm lấy chéo y của Ngài bằng cách thực hành giới học, định học, tuệ học. Tâm ta lúc này chỉ nhớ tưởng đến Ngài là bậc vô thượng sĩ Anuttaro. Ngài là bậc vĩ đại, đã dạy chúng ta con đường ly dục, đã chỉ cho chúng ta thấy các dục đem lại đau khổ. Chính vì như vậy, bằng việc ly dục, ta nương tựa vào Ngài. Ta không còn sợ hãi. Toàn bộ thân và tánh mạng này ta giao phó cho Đức Thế Tôn, bậc đứng trên cả ba cõi, là thầy của chư thiên và nhân loại, bậc vô thượng sĩ. Khi đó đó, tâm của chúng ta chìm trong sự an định và một lòng hướng đến Đức Thế Tôn bằng danh hiệu Anuttaro. Khi thực hành, chúng ta chỉ nghĩ đến một từ Anuttaro, và khi đó trong tâm của ta sẽ hiện lên hình ảnh của Đức Phật, một vị thầy vĩ đại bên trên cả tam giới, và niềm hạnh phúc an lạc lớn lao khi ta nương tựa vào Ngài. Chúng ta tạm ngưng. Đó là phương pháp để chúng ta hành thiền quán tưởng về ân đức Anuttaro. Đó không dừng lại chỉ là những chữ nghĩa, mà đó là sự quán tưởng. Khi chúng ta quán tưởng đến Đức Phật, chúng ta hướng tâm về Ngài, thì chỉ một chữ Anuttaro, chúng ta có thể ngồi thiền suốt 1 tiếng, 2 tiếng, 4 tiếng, không cần đổi bất kỳ đề mục nào khác. Liên tục hướng tâm về Ngài, như vậy chúng ta sẽ thấy được, cảm nhận được một niềm an lạc lớn lao khi nghĩ tưởng về ân đức của Phật. Nhớ giùm sư. Thứ nhất là chúng ta không đọc vẹt theo kiểu Anuttaro, 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 thì không phải như vậy. Và chúng ta cũng không có ngồi thiền mà chúng ta gọi là trả bài, tức là chúng ta viết cái gì á thì chúng ta trả bài y chang như vậy, thì không phải. Mà khi chúng ta hành thiền, tâm của chúng ta phải hướng đến ân đức của Đức Phật, để chúng ta cảm nhận được sự hỷ lạc, sự an lạc ngay trong hồng danh đó. Chúng ta qua hồng danh tiếp theo, Điều Ngự Trượng Phu, Purisa Dhammasarathi. Sở dĩ
Ngài là bậc điều ngự trượng phu. Bởi vì Ngài là bậc dẫn đạo những người đáng dẫn đạo. Ở trong Kinh Tạng thì có một lần một vị Bà La Môn đã thốt lên rằng khi mà vị Bà La Môn ấy có những người có ý đồ đối đầu với Đức Thế Tôn, thì vị Bà La Môn này đã thốt lên rằng rất có thể có sự an toàn cho một người chiến đấu với con voi điên, nhưng không thể có sự an toàn cho một người chiến đấu chống tôn giả Gotama. Bởi vì Ngài là bậc thầy vĩ đại, Ngài là bậc dẫn đạo những người đáng dẫn đạo. Nghĩa là sao? Có những vị phạm thiên, họ sống ở cõi trời rất lâu rồi, bằng giới hạnh thanh tịnh họ có thể có những tà kiến là họ là người cao nhất, cao thượng nhất ở thế gian, không ai có thể ở trên đầu của họ. Bởi vì trong cảnh giới của chư thiên và phạm thiên thì chỉ những người nhiều oai lực, nhiều phước đức hơn mới có thể ở trên đầu của một vị phạm thiên, của một vị chư thiên khác. Còn một vị mà kém phước hơn hoặc là ngang hàng thì vị ấy không thể ở trên đầu một vị trời hoặc là một vị phạm thiên nào. Như trường hợp của Phạm Thiên Bát Cá, ông đã sống rất lâu trong giới hạnh trong sạch. Ông có thiền định và thần thông, cho nên tà kiến xuất hiện rằng ông là người, là chúng sanh cao thượng nhất ở trên thế gian này. Đức Thế Tôn bấy giờ Ngài biết được tà kiến của Phạm Thiên Bát Cá, cho nên Ngài xuất hiện ở ngay trên đỉnh đầu của Phạm Thiên Bát Cá. Lúc bấy giờ Phạm Thiên Bát Cá mới giật mình và mới biết rằng thì ra có người hơn mình. Khi đó Đức Thế Tôn suy nghĩ đến Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Anuruddha, rồi Ngài Maha Kassapa. Thì khi Đức Thế Tôn suy nghĩ đến bốn vị này thì bốn vị lần lượt xuất hiện ở trên đầu vị Phạm Thiên, ở xung quanh Đức Thế Tôn theo bốn phương. Thì lúc bấy giờ vị Phạm Thiên mới nghĩ là thì ra người hơn mình không chỉ có một mà còn có nhiều. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn mới bảo với vị Phạm Thiên: này Bát Cá, ông ngã mạn tự hào về giới hạnh và thiền chứng của mình, nhưng ông có biết trước đó ông còn từng ở cảnh giới cao hơn nữa hay không? Và thế là bằng thần thông, Đức Thế Tôn dẫn Phạm Thiên Bát Cá đi đến cõi trời sắc giới cao hơn. Rồi Đức Thế Tôn lại nói: này Phạm Thiên Bát Cá, ông thấy ở đây thù thắng hơn cảnh giới ông ở rất nhiều, và ông còn ở cõi trời cao cấp hơn nữa. Thế là Đức Thế Tôn đưa Phạm Thiên Bát Cá lên cõi trời Quan Âm Thiên. Thì khi ở cõi trời Quan Âm Thiên, Đức Thế Tôn nói rằng: này Phạm Thiên Bát Cá, khi xưa ông ở đây, ông bằng vào việc quan sát thế gian,
ông đã cứu khổ cứu nạn rất nhiều chúng sanh. Ông đã thấy một chiếc thuyền chuẩn bị lật ở trên biển. Ông đã dùng thần thông để nâng đỡ chiếc thuyền đó. Ông đã thấy một ngôi làng chuẩn bị cướp đến cướp phá. Bằng lòng bi mẫn, ông đã hóa hiện ra một đạo quân của nhà vua để bọn cướp kinh sợ mà lui bước. Nói rồi đó, Đức Thế Tôn đưa Phạm Thiên Bát Cá trở về chỗ cũ. Lúc bấy giờ Phạm Thiên Bát Cá mới nhận ra rằng lúc trước đây Phạm Thiên Bát Cá đã ở các cõi trời cao hơn, nhưng do sự dễ vui không tu tập cho nên rơi xuống dần các tầng trời. Và nếu như vẫn tiếp tục dễ vui không tu tập, vẫn tiếp tục ngã mạn, thì chẳng mấy chốc sẽ rơi xuống cõi trời dục giới và rơi xuống cõi người, sau đó là đi xuống các cảnh giới sa đọa. Hoặc như Đức Thế Tôn đã điều phục, điều ngự, đã chế phục được hai vị thượng thủ Thinh Văn là Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên. Hai vị thượng thủ Thinh Văn đó đã tu tập suốt một A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Ngài Xá Lợi Phất có thể trong một tích tắc biết được trong cơn mưa nó mưa bao nhiêu giọt nước. Trí tuệ của Ngài đó rất bén nhạy. Mà Đức Thế Tôn có thể hàng phục Ngài để Ngài có thể quy ngưỡng nơi Đức Thế Tôn, cho nên Đức Thế Tôn gọi là bậc điều ngự trượng phu. Có những người được xem là kỳ tài ở thế gian lúc bấy giờ, như có một chàng thanh niên nhờ phước cũ cho nên cái bụng của chàng phát ra hào quang, và khi người ta khiêng chàng đi đến nơi Đức Thế Tôn thì Đức Thế Tôn dùng hào quang của Ngài lấn át hào quang của chàng thanh niên để chàng thanh niên biến mất hào quang. Và chàng thanh niên thấy rằng Đức Thế Tôn thật là đặc biệt, ta phải học phương pháp để hào quang của ta sáng chói hơn nữa. Và thế là chàng thanh niên đến đảnh lễ Đức Thế Tôn xin học. Đức Thế Tôn đồng ý dạy với điều kiện là chàng thanh niên phải xuất gia và theo sự hướng dẫn của Đức Thế Tôn. Đó chính là sau khi cạo đầu đắp y, hãy giữ giới, hãy thực hành quán tưởng như thế này, hãy hướng tâm như thế này. Và chẳng bao lâu chàng thanh niên ấy chứng đắc đạo quả A-la-hán. Rồi từ đó chàng thanh niên đã từ bỏ suy nghĩ trẻ con năm xưa. Chính vì lẽ đó Đức Thế Tôn gọi là bậc điều ngự trượng phu, Purisa Dhammasarathi. Hoặc như Ngài Nanh Đà, Ngài đam mê trong các dục, Ngài thương người vợ chưa cưới, nhưng vì lòng thương tưởng Đức Thế Tôn mà Ngài đã đi theo Đức Thế Tôn về chùa Kỳ Viên. Và khi Đức Thế Tôn hỏi Ngài Nanh Đà có xuất gia hay không, và Ngài Nanh Đà vì lòng thương tưởng cho nên đã gật đầu và xuất gia. Đức Thế Tôn biết rõ Ngài Nanh Đà vẫn còn luyến ái với người yêu cũ, cho nên Đức Thế Tôn dùng thần thông đã đưa Ngài Nanh Đà lên các cõi trời để cho Ngài thấy những nàng tiên trên các cõi trời vượt xa rất nhiều mỹ nhân đang chờ đợi Ngài ở cõi người. Rồi từ đó Ngài Nanh Đà nỗ lực tinh tấn
Và không bao lâu, nhờ sự nỗ lực đúng đắn, Ngài đã chứng đắc đạo quả A-la-hán. Hoặc như tướng cướp vô não Angulimala, ông rất mạnh khỏe, ông rất giỏi võ, và ông đã giết hàng loạt người để cắt ngón tay của họ sâu làm tràng hoa. Ông rất mạnh khỏe đến mức khi ông rượt Đức Thế Tôn, ông đã rượt suốt 3 do tuần. Mỗi một do tuần là bằng quãng đường một chiếc xe bò đi trong một ngày. Và Đức Thế Tôn bằng thiền định và trí tuệ, Ngài đã tế độ Angulimala. Cho nên tất cả các chúng sanh không thể nào đối đầu với Đức Thế Tôn, bởi vì Ngài có khả năng điều ngự, chế phục tất cả những chúng sanh. Chính vì lẽ đó, vị Bà La Môn mới nói là có lẽ, có thể, có sự sống cho những ai chế ngự một con voi điên, nhưng không thể nào có sự an toàn cho một người chiến đấu chống lại tôn giả Gotama. Vì lẽ đó, khi chúng ta thực hành quán tưởng ân đức Bodhisattva-dhammasarathi, thì chúng ta sẽ ngồi nhắm mắt lại, hướng tâm về Đức Thế Tôn. Lúc bấy giờ, Đức Phật hiện ra trong tâm của ta, và ta niệm Bodhisattva-dhammasarathi. Ngài là bậc điều ngự trượng phu. Và chúng ta cảm thấy tự hào, chúng ta cảm thấy an lạc, chúng ta cảm thấy hoan hỷ, một niềm hỷ lạc trào dâng khi chúng ta thấy rằng tất cả những người đi đến với Đức Thế Tôn đều được Ngài dẫn đạo để đi ra khỏi cảnh giới khổ đau. Những người xứng đáng được gọi là người trí ở thế gian, những người xứng đáng được thiên hạ ca tụng ở thế gian, khi đến với Ngài đều quy phục đảnh lễ dưới chân Ngài. Và vì họ là người đáng để dẫn đạo, cho nên Đức Thế Tôn đã dẫn đạo. Dù họ là một người có bệnh, dù họ là một người tà kiến, dù họ là một người hung bạo, dù họ là một người chứng đắc thiền định và thần thông, Đức Thế Tôn đều có cách hàng phục những người đó, dẫn đạo những người đó đi đến sự giải thoát giác ngộ. Ta nương tựa Ngài, bậc Bodhisattva-dhammasarathi, để Ngài dẫn đạo cho ta đi ra khỏi con đường sanh tử, đi ra khỏi con đường nhiễm ô, đi đến cảnh giới an vui, đi đến cảnh giới không còn đau khổ. Bằng việc suy tưởng đến ân đức bậc Bodhisattva-dhammasarathi, ta sẽ gieo duyên đến một vị chánh đẳng giác. Đời này ta mong được Ngài dẫn đạo đi đến sự chứng đắc thiền định và đạo quả. Nếu như ta chưa chứng đắc được đời này, ta mong rằng nhờ việc nương nhờ vào bậc thầy dẫn đạo,
ta có thể chứng đắc đạo quả trong vòng 2 hoặc 3 kiếp sống. Và ngay cả nếu như ta chưa đạt được sự chấm dứt hoàn toàn đau khổ bằng việc nương nhờ bậc dẫn đạo Bodhisattva-dhamma-sarathi, tâm mong mỏi sẽ gieo duyên đến một vị chánh đẳng giác và mong chờ Ngài sẽ dẫn đạo ta đi đến con đường chấm dứt khổ đau. Khi đó ta giữ tâm yên tĩnh, hướng tâm đến Ngài và chỉ niệm một chữ Bodhisattva-dhamma-sarathi. Chúng ta tạm ngưng vì quán tưởng hồng danh Bodhisattva-dhamma-sarathi. Ngày hôm nay sư hướng dẫn phương pháp thực hành, quý vị sẽ cảm thấy nó hơi lạ. Lạ là ở chỗ sư hướng dẫn để cho quý vị thấy được đây là một phương pháp để thực hành, chứ không phải là một phương pháp để chúng ta đọc cho biết rồi chúng ta bỏ qua. Hai hồng danh này là hai hồng danh mà chúng ta ít dùng trí để suy xét hơn là một số hồng danh khác. Nhờ như vậy, những người mà thích nghiêng về tính nhiều hơn về trí thì họ có thể thoải mái hơn khi thực hành hai hồng danh này. Do ít cái phải học. Nhưng mà nhớ, khi thực hành không phải là chúng ta tụng như tụng chú, mà chúng ta phải suy tưởng, hướng tâm đến Ngài. Chúng ta phải làm sao cho hình tượng Đức Thế Tôn xuất hiện trong nội tâm của ta. Rồi khi đó chúng ta quy ngưỡng, chúng ta nương nhờ giống như một vị thần tượng được nương nhờ một người vĩ đại như thế nào, thì chúng ta cảm thấy sự hạnh phúc an lạc trào dâng khi chúng ta nhận ra rằng người mà chúng ta nương nhờ là bậc vĩ đại đến như thế ấy. Chúng ta càng suy tưởng ân đức của Phật, chúng ta càng thấy Ngài vĩ đại. Mà càng thấy Ngài vĩ đại, chúng ta càng hạnh phúc. Bởi vì không có sự nương tựa nào đưa ta đến sự an lạc như sự nương tựa nơi Đức Thế Tôn. Và chúng ta qua hồng danh tiếp theo là Sattha Deva Manusa Năng. Bởi vì Đức Thế Tôn là bậc vô thượng sĩ Anuttaro. Chính bởi vì Ngài là bậc vô thượng sĩ cho nên Ngài đã điều ngự những bậc vĩ nhân ở thế gian. Bodhisattva-dhamma-sarathi. Bodhisattva ở đây là Sapurisa, tức là những người vĩ nhân, những bậc gọi là ngoan cố, cứng đầu đến cỡ nào đi nữa, có giỏi giang đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng phải bị điều phục dưới chân Đức Thế Tôn. Chính vì lẽ đó, Đức Thế Tôn là thầy của chư thiên và nhân loại. Sattha Deva Manusa Năng. Ở trong Thanh Tịnh Đạo có nói rằng vì Ngài dạy rõ ràng bằng nhiều phương tiện tùy trường hợp nên gọi Ngài là bậc đạo sư. Như sư nói đó,
có những trường hợp Ngài sẽ dạy bằng thần thông, có những trường hợp Ngài sẽ dạy bằng sự kham nhẫn, có những trường hợp Ngài sẽ dạy bằng lòng từ bi, có những nơi Ngài dạy bằng cách là chỉ cho chúng ta biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Có khi Ngài dùng những lời lẽ ngọt ngào, dễ nghe. Có khi Ngài dùng những lời lẽ mạnh mẽ. Ví như trong kinh Sóng Ngựa, Đức Thế Tôn hỏi một người chăn ngựa rằng ông đã thuần hóa các con ngựa như thế nào. Thì người chăn ngựa mới trả lời: Bạch Thế Tôn, với con ngựa nào thích sự dỗ dành thì con sẽ dỗ dành nó, với những con ngựa nào mà ưa bị đòn mới nghe lời thì con sẽ đánh đòn nó, với những con ngựa nào ưa thích vừa dỗ dành mà vừa đánh đòn thì con sẽ vừa dỗ dành vừa đánh đòn đó. Còn con ngựa nào mà dỗ dành cũng không được, mà đánh đòn cũng không được, thì con giết bỏ. Đức Thế Tôn mới trả lời: Như Lai dạy các đệ tử cũng như vậy. Những trường hợp nào cần dỗ dành, Như Lai sẽ dỗ dành. Tức là Đức Phật sẽ kể cho những điều êm dịu, sẽ dạy những điều êm dịu, sẽ nói đó, các ông nên làm cái này, các ông nên làm cái kia. Nhờ như vậy đó, chư thiên và nhân loại đã được Ngài hướng dẫn đi đến sự giải thoát giác ngộ. Hoặc có trường hợp đó, Đức Thế Tôn dùng những lời nghiêm khắc: Các ông là những kẻ ngu, các ông đã làm cho những người chưa có đức tin thì không có đức tin, những người đã có đức tin thì suy giảm đức tin. Chính vì lẽ đó, hãy học tập điều học như thế này, vân vân. Bằng những lời lẽ nghiêm khắc, Đức Thế Tôn đã hướng dẫn những người đi theo Ngài, bao gồm chư thiên và nhân loại, đi đến bờ giác ngộ. Có những người Đức Thế Tôn dùng lời lẽ vừa dịu dàng vừa nghiêm khắc, tức là các ông nên làm như thế này, không nên làm như thế kia, hãy suy tư như thế này, đừng suy tư như thế kia. Bằng cách đó, Đức Thế Tôn đã dẫn dắt chư thiên và nhân loại đi đến sự giải thoát giác ngộ. Rồi đó, có những người mà Đức Thế Tôn nói nhẹ cũng không được, mà nói mạnh cũng không được, thì Đức Thế Tôn giết bỏ. Người chăn ngựa nói với Đức Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, đối với Ngài, lòng từ của Ngài là vô bờ vô bến. Một con kiến Ngài cũng không nỡ giết, thì tại sao Ngài lại dùng chữ giết ở đây? Đức Thế Tôn nói rằng chữ giết ở đây là Như Lai không để ý tới nữa. Chính vì lẽ đó, Đức Thế Tôn xứng đáng được gọi là bậc thầy của chư thiên và nhân loại. Sattha Deva Manusa Năng. Còn bậc đạo sư trong định nghĩa của Nít Đê Xá, tức là ở trong diễn giải, được ghi rằng Đức Thế Tôn là bậc dẫn đạo đoàn lữ hành. Vì Ngài đưa những người lữ hành về đến nhà, Sattha
Charawan, như một người dẫn đạo lữ hành đưa chúng qua sa mạc đầy những kẻ cướp, không thức ăn, nước uống, khiến cho chúng vượt qua một cách thích nghi, đưa chúng đến mảnh đất an ổn. Cũng như thế, Đức Thế Tôn là bậc dẫn đạo đoàn lữ hành, người đưa qua sa mạc sanh tử. Thưa quý vị, trong khóa thiền, khi sư hướng dẫn, rất nhiều vị thiền sinh gần như là chân hững, vỡ òa, giống như là đã vén bức màn vô minh. Khi mà sư thông qua lời dạy của Đức Thế Tôn, sư như là một người sứ giả truyền đạt lại lời dạy của Đức Thế Tôn, đã chỉ cho mọi người thấy đây là khổ, đây là nguyên nhân sanh khổ. Việc chúng ta chìm đắm trong các dục chính là khổ. Việc mà chúng ta chìm đắm trong lòng sân hận, trong sự lo lắng ưu tư, đó chính là khổ. Việc chúng ta nuôi sống bằng cách phạm các giới, đó chính là khổ. Đây là cái mà những chúng sanh ngoài kia người ta không nghĩ tới. Chúng sanh họ không biết rằng hầu hết sau khi chết đều đi xuống địa ngục. Cho nên sư mong mỏi các thầy các cô khi thuyết pháp độ sanh, hãy thương tưởng những người lắng nghe mình. Có thể các thầy các cô sẽ là một vị pháp sư, hoặc cũng có thể các thầy các cô chỉ là một vị tu sĩ nương nhờ nơi cổng chùa. Nhưng mà khi chúng ta đã là tu sĩ thì sẽ luôn có những người hữu duyên đến với chúng ta. Sư mong mỏi mỗi người trong số các thầy các cô sẽ là bậc sứ giả của Như Lai, để chỉ cho chúng sanh thấy con đường sa mạc sanh tử đáng sợ như thế nào. Hãy vì lòng từ mẫn mà chỉ cho chúng sanh thấy họ đang đi trên con đường xuống địa ngục. Làm sao chúng ta có thể nói rằng chúng ta từ bi khi chúng ta thấy chúng sanh đi trên con đường đến đau khổ, xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh mà chúng ta không chỉ cho họ thấy. Như một người có lòng bi mẫn khi thấy một người khác đâm đầu vào một đám cướp, thì người ấy sẽ ngăn cản và chỉ cho cái người lữ hành thấy rằng con đường phía trước có đám cướp, không nên đi. Cũng vậy đó, khi chúng ta có lòng từ mẫn thì chúng ta nên chỉ cho những người hữu duyên với chúng ta con đường phía trước là con đường đi đến địa ngục, con đường đi đến khổ đau, không nên đi. Đừng vì một chút lợi dưỡng, đừng vì một chút tình nghĩa, đừng vì một chút cả nể mà chúng ta thuận theo đám đông. Bởi vì đám đông là một số những người sẽ đi địa ngục. Và đó là cách mà Đức Thế Tôn Ngài đã dẫn đạo chúng sanh. Ngài được gọi là bậc thầy của chư thiên và nhân loại bởi vì Ngài là người dẫn đường. Chúng sanh mê mờ, tâm tối, không biết đường đi. Ngài là người thắp bó đuốc trong đêm đen. Ngài đã phóng hào quang khi bình minh không ló dạng.
Ngài chỉ cho chúng sanh thấy đây là con đường đi đến khổ, đây là con đường đi đến địa ngục, đây là con đường đi đến ngạ quỷ, đây là con đường đi đến súc sanh. Những ai có trí, những ai có mắt, những ai có tai muốn nghe thì hãy nghe Ngài nói. Hãy đi theo Ngài, đi đến con đường chấm dứt khổ đau, vượt qua những cám dỗ, những cạm bẫy của dục lạc, vượt qua những cám dỗ, những cạm bẫy của sanh tử luân hồi. Rồi khi mà vượt qua được hết những cạm bẫy đó, chúng sanh sẽ đi đến bờ giác ngộ, nơi không còn sợ hãi, nơi không còn cạm bẫy. Vì đó Ngài được gọi là Bậc Đạo Sư. Dù cho đó là chư thiên hay nhân loại, hay là các loài súc sanh, khi nghe lời dạy vi diệu của Đức Thế Tôn thì họ cũng đạt được sự tiến hóa đến cảnh giới tốt đẹp hơn. Và bằng sự thuận lợi này đó, ở trong kiếp thứ hai hay kiếp thứ ba thì họ cũng có thể dự phần vào đạo và quả. Như trường hợp thiên tử Maduka, vị thiên tử này trước đây là một con cóc. Nhờ một lần nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp với âm thanh vi diệu như chim ca lăng tần già, con cóc nó đã mê mẩn, dừng lại chú tâm và nó nghe. Khi nó lắng nghe như vậy thì có một người vô tình trợt chân, rồi dùng cây gậy chống, mà chống ngay con cóc, cho nên con cóc chết. Khi con cóc chết, trong khi đang chú tâm lắng nghe lời dạy của Đức Thế Tôn, con cóc xin về cõi trời. Nhờ như vậy con cóc có khả năng suy tư, có khả năng tu tập, rồi nhờ đó chứng đắc được đạo và quả. Đó là sự vi diệu trong giáo pháp của Đức Thế Tôn. Không có một sự vi diệu nào có thể sánh bằng. Bởi vì dù cho đó là một loài súc sanh, mà nhờ sự xuất hiện của Đức Thế Tôn, loài súc sanh đó có khả năng sanh thiên. Rồi sau khi sanh thiên thì nó có khả năng tu tập chứng đắc đạo và quả. Chính vì lẽ đó Đức Thế Tôn là thầy của muôn loại. Sattha Deva Manusa Năng. Khi chúng ta thực hành, một lần nữa chúng ta ngồi xếp bằng, lưng thẳng, trong tâm của chúng ta lúc bấy giờ xuất hiện hình ảnh của Đức Thế Tôn. Ngài như một bậc lữ hành, một bậc thầy dẫn đạo. Ngài đã dẫn chúng sanh đi qua cái khổ sanh tử luân hồi. Trên sa mạc có bao nhiêu nguy hiểm, Ngài là bậc thầy thông thái. Ngài đã dẫn chúng sanh đi ra khỏi những chỗ hiểm nguy. Khi chúng ta suy tưởng về Ngài, chúng ta niệm một chữ Sattha Deva Manusa Năng.
Khi nương nhờ một bậc vĩ đại như vậy, một bậc đạo sư như vậy, một con người đầy lòng từ mẫn như vậy, niềm hoan hỷ trào dâng đến với Ngài, chúng ta sẽ cảm nhận được sự hỷ lạc trào dâng khi chúng ta niệm Sattha Devamanusanang. Chúng ta tạm ngưng ở đây. Khi chúng ta thực hành, nhớ hình ảnh có rõ ràng hay không hoàn toàn tùy thuộc vào nội tâm của chúng ta có định tĩnh được hay không. Muốn có một nội tâm định tĩnh, chúng ta phải là người có giới, và chúng ta phải đặt hết những gánh nặng sang một bên. Thì khi đó, đầu óc của chúng ta mới không bị chi phối bởi những tạp niệm. Nhờ vậy, chúng ta có thể suy tưởng đến hình ảnh của Đức Phật Anuttaro Bodhisattva-dhamma-sarathi Sattha Devamanusanang một cách rõ ràng, không bị xen lẫn bởi những tạp niệm. Nhờ như vậy, tâm hỷ nó mới có khả năng phát sanh. Khi chúng ta gặp những trường hợp kinh sợ, sợ hãi, hoảng loạn, lông tóc dựng ngược, hãy ngay lập tức nhắm mắt lại, hướng tâm về Đức Thế Tôn. Lúc bây giờ, Đức Thế Tôn là nơi nương nhờ duy nhất của mình. Chúng ta chỉ cần đọc Buddhaṃ Saraṇaṃ Gacchāmi, con xin nương tựa Phật. Chúng ta đặt hoàn toàn tấm thân này, tánh mạng này, chúng ta giao phó cho Phật. Chúng ta suy tư hướng đến Phật. Ngài là bậc cao thượng hơn tất cả chúng sanh. Con xin nương tựa Ngài. Anuttaro Bodhisattva-dhamma-sarathi. Ngài là vị dẫn đạo, chế ngự, điều phục những người hữu duyên nên chế ngự. Sattha Devamanusanang. Ngài là bậc dẫn đạo đưa chúng sanh ra khỏi cái khổ sanh tử luân hồi. Thì như vậy đó, chúng ta sẽ an lạc, an trú trong ân đức của Đức Thế Tôn. Như vậy, chúng ta sẽ không có lý do sợ hãi, dù cho khi đó chúng ta đang bị đau đớn bởi bệnh tật, chúng ta đang bị cắn xé bởi thú dữ, chúng ta đang phải chịu những hình phạt khốc liệt. Nhờ việc nương tựa nơi Đức Thế Tôn, chúng ta không còn sợ hãi. Vì sao? Vì cái mạng này con xin giao cho Phật. Do hôm nay sư có cái bệnh duyên, bây giờ cái cơn đau nó bắt đầu nó hành hạ, cho nên là sư kết thúc buổi học sớm ở đây. Xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh, mong cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý, sau khi đã thọ hưởng rồi được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cầu tam bảo từ hàng đồ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh.
nguyện thể chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoàn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Thầy Giác, Nam mô Thầm Mài Giác, Nam mô Sằng Khải Giác.